Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Tiếp tục với chuyên mục thông tin nhanh One Piece chapter mới. Lưu ý video này không dành cho những anh em ghét spoiler cũng như chờ chapter ra đầy đủ để thưởng thức một cách trọn vẹn. Và video này cũng không phải video phân tích chapter mà chỉ đơn thuần là cung cấp thông tin kèm theo một vài nhấn nhá cho Sơn. Và đây là video thông tin nội dung chi tiết chapter 1080 với những sự kiện xoay quanh hòn đảo hải tặc Hachinosu, nơi gáp vào những thành viên của đội đặc nhiệm SWORD đang đụng độ với bang hải tặc Rodan. Cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống em miếng bánh trang trại và tìm hiểu nội dung chapter 1080 mới nhất đẹp dẫn này. Theo đó, chapter 1080 này có tiêu đề là Anh hùng trong truyền thuyết. Và rất rõ ràng nó ám chỉ tới ông nội của Luffy, Phó Đô đốc Monkey D. Garp, với ông đã nhận được danh hiệu anh hùng hải quân sau biến cố God Valley 38 năm trước. Còn trang bị chapter này là hình ảnh Hiyori và Kawamachu đang chơi xếp hình Origami. Chapter bắt đầu với hình ảnh ở đảo hải tặc Hachinosu. Theo đó có một vài tên hải tặc đang bàn tán về việc có một kẻ nào đó đã phá hoại gây náo loạn cả hòn đảo, và kẻ đó chính là Kobe. Nếu bạn còn nhớ thì mới đây hội Rod của Tứ Hoàng Bất Kỳ đã có một động thái lịch sử, đó chính là truy nã ngược lại hải quân. Và giờ thì chúng ta đã biết Kobe bị truy nã bao nhiêu. Theo đó, những tên hải tặc khác ở Hachinosu đang cố gắng truy bắt Kobe, bởi vì bọn chúng muốn giao nộp Kobe cho hội Rod nhằm đổi lấy tiền thưởng, một mức tiền thưởng khổng lồ 500 triệu Belly khi Kobe bị truy nã năm sau, và mỗi sao tương ứng với 100 triệu Belly. Như vậy thì Kobe có phần đặc biệt hơn những hải quân bị truy nã khác khi so về cấp bậc, bởi thông thường thì tiền truy nã của một đội trưởng của hội Rod chỉ là một sao, tức 100 triệu. Nhưng vì Kobe có cái danh hiệu anh hùng, là một người nổi tiếng có sức ảnh hưởng, nên tiền truy nã cũng cao hơn so với một đội trưởng hải quân thông thường. Và tôi nghĩ rằng mức tiền truy nã năm sau này là tương đương với mức truy nã của một đô đốc hải quân. Còn vì sao thì tôi sẽ nói chi tiết hơn trong video phân tích chapter. Trong cuộc tranh tiếp theo này, chúng ta đã thấy cảnh Kobe thành công trốn thoát. Dù vậy thì cậu ta vẫn phải vác theo một cái cục tạ rất nặng đang bị xích ở chân. Nó có nghĩa là gì? Rõ ràng là cậu ta vẫn chưa đủ sức để tự tháo xích cho mình, rất giống với hoàn cảnh của Yamato trước đó. Không những vậy thì Kobe đã thành công giải cứu thêm rất nhiều tù nhân khác, và họ đang rất biết ơn vì điều này. Một lần nữa Kobe trở thành người hùng sau biến cố cảng Rocky. Chapter chuyển tiếp qua những khung tranh về bang hải tặc Rodan. Theo đó thì Oda cũng đã giới thiệu thêm tên cũng như trái quỷ của bọn họ. Đầu tiên là thuyền trưởng Titanic số 2, Shirumue, với trái quỷ tàng hình Suke. Bên cạnh là thuyền trưởng Titanic số 4, vua đội bại, Avalo Bizarro, người ăn trái quỷ đảo Shima. Và chúng ta đã thấy hắn ta hợp nhất cơ thể của mình với sàn gỗ và tượng đá, làm cho pháo đài đầu lâu di chuyển và nói chuyện. Và bạn thấy gì không? Nó rất tương đồng với năng lực ECEC mà Bika sở hữu. Và dường như đây chính là một năng lực tương đồng ở cấp độ cao hơn. Bởi vì ECEC chỉ điều khiển được đá, còn năng lực Shima này điều khiển đồng hóa hợp nhất với tất cả mọi thứ ngoại trừ sinh vật sống. Đồng thời, sau khi ngóc đầu nhìn ra bên ngoài thị trấn, Bizarro đã nói rằng ta không muốn phá hủy thị trấn này vì nó chỉ mới được sửa chữa xong sau biến cố cảng Rocky. Đồng thời thì chúng ta cũng đã thấy sự xuất hiện của thuyền trưởng Titanic số 8, kẻ nát rượu Vasco Sot. Theo đó, hắn ta đang ăn trái quỷ rượu Gabu Gabu. Có thể thấy Vasco Sot có thể tạo ra các bong bóng bằng rượu và ngồi lên đó. Chưa hết, hắn ta còn nói rằng mình muốn đốt cháy phá hủy hoàn toàn thị trấn. Và chúng ta chưa biết Bizarro muốn nói điều gì, nhưng nhìn phản ứng thì có lẽ vua đời bại khá là quạo với cái định của kẻ nát rượu. Đúng là rượu vào thì ngu hết cả người. Kế tới chúng ta thấy thuyền trưởng Titanic số 7, Sanjuan Woods. Hắn ta đang nằm ngủ một cách phè phỡn. Và tới giờ thì chúng ta cũng đã biết hắn ta đang trái quỷ gì. Đó chính là trái quỷ thôi phòng DKDK. Điều này giải thích lý do vì sao Sanjuan Woods lại có một chiều cao vượt trội đến vậy, tới tận 180 mấy. Bạn thấy gì không? Jesus Burgert, Van Ogut và bác sĩ tư thần Đốc Kiêu đang ở cùng với tứ hoàng Rodan đánh nhau với Bang Hurt. Đồng thời thì ở Hachinosu này có 4 thuyền trưởng Titanic khác. Nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhóm Rodan đi tới khác chỉ là bao gồm 3 thuyền trưởng Titanic là Lafitte, Katarina Devon và thuyền trưởng Titanic số 10, Chulomet. Hoặc có thể là có thêm các cựu đô đốc Aokiji. Với điều này thì khả năng cao là cũng giống như tôi nói trong video phân tích chapter 1079. Bang Rodan đã lên sẵn kế hoạch và theo đó mà hành động. Nhóm Rodan đi tới khác kia không hề hay biết chuyện Bang Murom cũng đang có mặt trên hòn đảo, hoặc là chỉ mới biết đây nên không có thêm sự chuẩn bị nào. Và ngay lúc này Kobe đang cố gắng chạy trốn khỏi những tên hải tặc khác. Kobe đang đóng vai trò là mồi nhử, thu hút hải tặc chú ý tới mình nhằm mục đích là giải vây cho những tù nhân kia. Và cảnh Kobe ôm cục tạ liên tục chạy này lại làm tôi nhớ tới cảnh Luffy lúc bị giam ở nhà tù Udon, phải liên tục vận động với cọng đá biển trên người. Và tất cả điều này cũng là một cái cách giúp cho Luffy hay là Kobe nâng cao thể chất. Đồng thời chúng ta thấy một đoạn hồi tưởng ngắn của Kobe về khoảnh khắc đối mặt với Tứ Hoàng Rodan ngay tại Hachinosu này. Theo đó thì Rodan muốn biến hòn đảo hải tặc Hachinosu này thành một vương quốc được chính quyền thế giới công nhận, với quốc vương mang tên Masoditic, tức là Rodan muốn trở thành vua. Và đây chính là lý do Rodan bắt cóc Kobe. Rodan muốn dùng Kobe để tống tiền chính quyền thế giới, nhưng Kobe đã nói rằng đó là điều không thể vì Kobe là một thành viên của đội đặc nhiệm SWORD. Và để cho Rodan hiểu rõ hơn, cựu đô đốc Kuzan đang đứng bên cạnh đã giải thích thêm rằng các thành viên của SWORD là lính hải quân đã chính thức từ chức và trả lại phù hiệu, mã số của họ. Các thành viên của SWORD có thể tấn công các tư hoàng mà không cần sự chấp thuận của chính quyền thế giới, và họ cũng không bị ràng buộc bởi các mệnh lệnh. Đồng thời hải quân cũng không chịu trách nhiệm về chúng và có thể cắt đứt mọi liên lạc với chúng bất cứ lúc nào nếu muốn. Và đây là một thông tin rất thú vị và tôi sẽ nói chi tiết hơn trong video phân tích chapter. Và bất chấp tất cả điều này, bất chấp những gì Kuzan vừa nói, Rodan vẫn cho rằng mình có thể sử dụng cái danh hiệu anh hùng của Kobe để gây sức ép với chính quyền thế giới.
và tôi thật sự ấn tượng với khuôn mặt này của Rodan, một khuôn mặt thể hiện rõ việc càng ngày càng đê tiện của Rodan. Và sau đoạn hồi tưởng với Ben Rodan, Kobe tiếp tục có cho mình một đoạn hồi tưởng khác về việc làm thế nào để Kobe có thể trốn thoát được. Theo đó, bằng một cách nào đó, cô nàng Berona đã xuất hiện ở hòn đảo hải tặc Hachinosu này. Cô nàng tìm thấy Kobe đang bị giam ở đây. Sau đó đưa ra điều kiện rằng Berona sẽ thả Kobe ra nếu Kobe chịu giúp cô nàng giải cứu thuyền trưởng của mình, cựu thất vua hải Gekko Moria, đang bị Rodan giam ở một căn phòng còn sâu hơn cả căn phòng đang giam giữ Kobe. Mặc dù vậy thì chúng ta không thấy Moria xuất hiện trong chapter này. Với thông tin này thì làm tôi liên tưởng ngay tới việc Luffy từng bị giam ở tầng 5, nhưng ấy Jinbe Crocodile lại bị giam ở tầng 6 sâu hơn, nơi chỉ dành cho những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Điều này cho thấy Rodan đánh giá Kobe không nguy hiểm bằng Moria, và Kobe đã chấp nhận điều kiện mà Berona đưa ra. Quay trở lại hiện tại, chúng ta có thể thấy những thành viên của đội đặc nhiệm SWORD xuất hiện và tấn công những tên hải tặc trên đảo. Đồng thời chúng ta cũng biết thêm tên của một vài thành viên khác và năng lực sức mạnh của họ. Theo đó, cô nàng đội mũ đứng bên cạnh hòn tử Rut mà chúng ta đã thấy trước đó tên là Kuzaku, là một trưởng đô đốc hải quân, tức là có cấp bậc cao hơn cả Kobe. Thú vị hơn nữa là cô nàng này chính là cháu gái của Fort Rock Truru, bạn đồng liêu của Gap. Ngay lúc này Truru 76 tuổi, nhỏ hơn Gap 2 tuổi. Thế thì liệu rằng cô nàng Kuzaku này bao nhiêu tuổi đây? Lớn hơn hay là bằng tuổi với Luffy đây? Khá là tò mò. Chưa hết chúng ta còn biết năng lực sức mạnh của cô nàng. Theo đó thì Kuzaku đang trái quỷ roi Muchi Muchi. Năng lực này giúp cho cô nàng có thể ra lệnh điều khiển bất cứ thứ gì, bất cứ ai bị cô nàng dùng roi quắc. Nó bao gồm cả các tòa nhà. Một năng lực thật sự khá thú vị. Kế tới là cô nàng trung tá hải quân Hibari. Đây chính là cô gái đã xuất hiện cùng với Hemepo khóc lóc nhờ mọi người đi giải cứu Kobe mà chúng ta đã thấy trước đó. Và Hibari là một tay bắn tỉa thiện xạ, đã sử dụng đạn CB Flower. Đây là một vũ khí do Vega Bang chế tạo, có thể biến thuốc súng của kẻ thù thành những bông hoa. Và nếu bạn còn nhớ thì trong cover story về Gima 66, chúng ta đã thấy những phát minh vì hòa bình của Vega Bang. Theo đó thì những xe tăng đã bắn ra những bông hoa, và có thể nó có liên quan tới khẩu súng bắn tỉa mà Hibari đang sử dụng. Tiếp theo là chuẩn đô đốc hoàng tử Rut, thanh niên có gu thời trang khá màu mè này đang rét quỷ đất sét Gunio Gunio. Vì thế Rut có thể điều khiển đất sét và tạo ra những golem theo ý của mình. Không những vậy thì Rut thậm chí có thể biến cơ thể của các thành viên khác của đội đặc nhiệm SWORD thành đất sét. Và đó chính là hình ảnh mà chúng ta đã thấy lúc nãy, hai đồng đội của Rut tấn công các hải tặc chỉ là những golem bằng đất sét. Và có thể bạn đã biết trong truyền thuyết của người Do Thái, golem là tên của con quái vật được tạo ra từ bùn giống như con người nhưng mạnh và khỏe hơn loài người. Năng lực này rất tương đồng với trái quỷ bánh quy Bisu Bisu mà Rocker đang sở hữu, có thể tạo ra một đội quân bánh quy hoặc là đội quân golem. Bên cạnh đó chúng ta còn thấy cả cô nàng Tatsugi với Hemepo đang cùng với Gap bay trên con tàu chiến hình chú chó của Gap. Bạn không nghe nhầm đâu, không chỉ có Thorson Sunny mới biết bay bằng cúp đầu bớt, con tàu chiến của Gap cũng đang bay, nó bay ngay trên đầu của hòn đảo hải tặc Hachinosu. Ngươi có biết ngươi đang bắt cóc ai không? Kobe là tương lai của hải quân và là thằng đệ tử yêu quý của ta. Và thú vị là Gap không hề tỏ ra bực tức, thay vào đó Gap vừa nói vừa cười lớn. Còn bên dưới Hachinosu, Kobe đang mắt tròn đầy kinh ngạc khi ngước cổ nhìn lên thấy Gap xuất hiện. Con tàu chiến rơi xuống giữa hòn đảo như để Gáp lấy thêm động lực, nhảy ra ngoài không trung tung một quyền sấm sét, một cú đấm có kích thước nhỏ bé nhưng uy lực thì vô cùng khủng khiếp. Và đòn tấn công đó của Gáp có tên là Galaxy Impact, thiên hà va chạm. Còn chữ Kanji có nghĩa là tác động từ xương nắm tay, có thể hiểu là tác động của cú đấm. Và bạn thấy điều gì không? Cú đấm của Gáp phá hủy hoàn toàn thị trấn. Và bạn thấy tiếp điều gì không? Cú đấm với uy lực khủng khiếp của Gáp cũng có những tia sắc đen đặc trưng của việc lưu chuyển haki vào trong đòn tấn công. Không những vậy, những tia sắc đen đó có kích thước rất lớn. Tức là Gap không chỉ có Haki Bá Vương mà còn lưu chuyển rất nhiều Haki Bá Vương vào trong cú đấm thiên hà va chạm vừa rồi. Về cơ bản thì giờ Oda không còn che giấu việc Gap có Haki Bá Vương nữa rồi, bởi nó không còn cần thiết nữa khi Gap cũng đã đang có những bước chuẩn bị cho vai diễn cuối cùng và lớn nhất cuộc đời của mình. Và đây chỉ mới là video cung cấp thông tin, không phải là video phân tích chapter. Hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.